Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm Nhật Tây ha. Thưa quý vị, và cũng sắp đến Tết rồi, tất cả quý vị chúng ta cũng đang có nhu cầu sắm cho mình một cái dòng loa karaoke di động công suất lớn, thì chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu những bộ dàn âm thanh karaoke được Nhật Tây Audio setup và lắp ráp quý vị nhé. Và trước mắt quý vị đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà Nhật Tây trong năm vừa qua đã bán rất là chạy trên thị trường, và nó có tên là NT532 và nó sẽ có hai màu, màu đen và màu vàng như thế này quý vị nha. Và hiện tại cấu hình trước mắt quý vị đây là sản phẩm có giá là dao động chỉ từ 7 cho đến là 11 triệu quý vị nha. Hôm nay Nhật Tây sẽ tiến hành test cho quý vị nghe về cái chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm này ha. Và em loa trước mắt quý vị đây nó có giá là 10 triệu 500 ngàn quý vị nha, 10 triệu 500 ngàn. Hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc cho quý vị nghe và test chất lượng karaoke. Cũng nó xin được nói nhanh qua về sản phẩm này một chút xíu ha. Nó được trang bị cho mình với hai loa bass 40 ha và hai loa chép ha, một bass nằm trên, một bass nằm dưới quý vị nha. Trang bị cho mình với một cái bo mạch công suất nằm ở bên hông và gồm cho mình với hai micro không dây. Khi quý vị chúng ta sử dụng bộ dàn âm thanh này thì nó bên trong đã được tích hợp cái bình ắc quy rồi, nên chúng ta sử dụng là có thể sử dụng bằng điện trực tiếp này, cũng có thể sử dụng bằng bình ắc quy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc cho quý vị nghe. Sản phẩm này có tên NT532 ha. Quý vị nào có yêu thích mẫu sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại bên trên màn hình này nha. Bây giờ lên nhạc nha.
uy lực. Rất là uy lực luôn nha quý vị ha. Đánh mà rung luôn cả máy quay điện thoại của Nhật Tây đang quay luôn quý vị nhé. Nên thành thử ra là nếu quý vị chúng ta đang cần lớn và hay thì chọn sản phẩm này rất là ok luôn ha. Karaoke 235. Karaoke 235. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Chẳng ai đưa tay đến đây.
6 7 đi hơi 6 7 hơi. Đó, như quý vị chúng ta cũng vừa nghe qua cái chất lượng âm thanh karaoke mà Nhật Tây test cho quý vị nghe rồi ha. Nhật Tây cũng tranh thủ thôi bởi vì cũng kịp tiến độ để gửi hàng cho khách quý vị nha. Quý vị có thích vào sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại ở bên trên màn hình này nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.